Lần nào Mạnh Hiếu đại nhân lập công lớn, được hoàng thượng ban thưởng, ngày ấy cũng được tổ chức yến tiệc mời chúng ta đến dự, quá là có lòng. Mạnh Hiếu đại nhân không chỉ tài giỏi mà còn rất biết quan tâm đến người khác, đúng là người hiếm có trong thiên hạ. Chúng ta thật may mắn khi quen biết ngài ấy. Đúng vậy, cần phải biết trân trọng. Chào các vị đại thần. Kính chào tể tướng ạ. Các vị đại thần đều đã có mặt đông đủ cả rồi. Dạ, được tể tướng mời đến dự tiệc, chúng hạ quan không dám trễ ạ. Cảm ơn mọi người đã tới đông đủ, nhưng có lẽ ta phải cáo lỗi với mọi người rồi. Cáo lỗi là sao ạ? Bữa tiệc hôm nay chắc có lẽ phải quản lại, hẹn mọi người một dịp khác vậy. Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người phải cất công tới đây. Tể tướng đại nhân, ngài có chuyện gì không vui hay sao? Trông sắc mặt của ngài không được tốt cho lắm. Hay, chỉ là chuyện cá nhân thôi, không có gì đâu, mọi người hãy về đi. Đại nhân, nhìn đại nhân thế này, chúng tôi quả không yên tâm chút nào. Có chuyện gì xin ngài hãy nói ra, để chúng tôi được chia sẻ cùng mà. Hay, chỉ là mẹ của ta đang bệnh, nên ta không có tâm trí để mở tiệc ăn mừng thôi. Phu nhân bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không ạ? Đại nhân đã mời đại phu đến chẩn bệnh chưa ạ? Mẹ ta bị nhiễm phong hàn mấy ngày nay rồi, cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng một bữa tiệc quan trọng thế này mà vắng bà thì ta không thấy yên lòng chút nào. Ra là vậy. Đại nhân đúng là một người con hiếu thảo hiếm có trên đời. Nghe danh đã lâu, hôm nay chúng tôi mới được tận mắt chứng kiến. Các người quá lời rồi. Ta chẳng qua chỉ làm tròn đạo hiếu thôi. Hơn nữa, mẹ là người vô cùng quan trọng với ta. Ta được như ngày hôm nay cũng là do một tay bà dạy dỗ nên. Vì vậy ta muốn bất cứ cuộc vui nào của ta, bà cũng phải là người có mặt đầu tiên. Chúng tôi cũng từng nghe nói mẹ của tể tướng đại nhân là người vô cùng nghiêm khắc. Chẳng hay hôm nay đại nhân có thể kể cho chúng tôi nghe về bà để mở mang tầm mắt được không ạ? Mẹ của ta đúng là tuyệt vời nhất trên đời này. Ngày đó, khi ta còn nhỏ, nhà ở gần một khu nghĩa địa. Ông ơi là ông, sao ông ra đi sớm vậy? Ôi, ông ơi là ông, sao ông ra đi sớm vậy? Ông ơi là ông. Hiếu, con làm gì ở đây vậy? Con có làm gì đâu. Ở nhà không lo học, suốt ngày chạy ra nghĩa địa bắt chước người ta khóc thương người chết. Đi về ngay cho mẹ. Dạ, con về luôn đây. Nhà mình gần nghĩa địa nên Mạnh Hiếu suốt ngày chứng kiến cảnh đào huyệt, kẻ la người khóc thê thảm rồi bắt chước làm theo. Cứ thế này không ổn chút nào, thằng bé ở lâu sẽ hỏng tính tình mất, phải chuyển nhà đi chỗ khác mới được. Vì sợ ta hư hỏng nên bà đã dời nhà đến một khu chợ để sinh sống. Thịt hôm nay bao nhiêu một cân đấy? 5 đồng một cân. Sao đắt thế? 3 đồng thôi chứ. Đắt cái gì mà đắt? Nhìn lại mặt hàng kìa, thịt nhà tôi là thịt tươi thịt ngon, chứ có phải thịt thiêu thịt thối đâu mà bán rẻ. 5 đồng, mua thì mua, không mua thì đi đi. Ui, con tôi, nó học cái thói nói năng chợ búa bổ bả như thế từ bao giờ chứ? Không được rồi, con mình không thể ở chỗ như này được. Ta đành chuyển nhà đi vậy. Xem ra dọn nhà đến gần trường học là tốt nhất. Thằng bé Hiếu sẽ được sống trong một môi trường giáo dục tốt, chắc chắn sẽ nên người. Mẹ, mẹ ơi. Có chuyện gì thế con? Mẹ, con vừa thấy nhà ông Tám Thọc quyết heo. Con heo to lắm mẹ ạ. Ông ấy giết heo làm gì thế mẹ? À, ông Tám giết heo cho con ăn đấy. Wow, thật thế hả mẹ? Lâu lắm rồi con không được ăn thịt heo, thích quá mẹ ơi.
Thôi chết, mình vừa nói gì thế này? Sao mình có thể trêu đùa thằng bé thế được? Nó tưởng được ăn thịt heo thật nên vui mừng nhảy nhót kìa. Chẳng lẽ bây giờ nói thật cho nó biết là mẹ nói đùa? Không, như vậy thằng bé sẽ thất vọng lắm, mà nó lại nghĩ mình nói dối, rồi học cái thói xấu này thì sao? Giờ mình phải làm sao đây? Phải rồi, để không phải mang tiếng là nói dối, mình sẽ đi mua thịt heo cho thằng bé ăn. Nhưng nhà mình đang túng thiếu thế này, lấy đâu ra tiền mà mua thịt heo chứ? Hay để con sang bên đó hỏi mẹ nhé. Đừng con, nhà người ta đang bận, con sang đó làm gì? Khi nào giết thịt xong, ông Tám khắc mang sang mà. Nhưng có lâu không hả mẹ? Con đói lắm rồi. Hay là con cứ vào nhà chờ đi, để mẹ sang đó xem thế nào, rồi mang thịt heo về cho con, chịu không? Dạ vâng, thế cũng được mẹ ạ. Thôi thì dù nhà có túng hụt, mẹ cũng phải ráng chắc chiêu để mua thịt cho con ăn, còn hơn là trở thành một người mẹ nói dối. Nhà thằng Hiếu đó, kia chắc là mẹ của nó. Thằng Hiếu mà vừa chơi đánh khăn với bọn mình đó hả? Giờ tớ mới biết nhà nó ở đây đó. Chơi đánh khăn ngư? Chẳng phải giờ này thằng Hiếu phải ở trường học hay sao? Mà không biết nó về chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, nó trốn học đi chơi với tụi mình thì phải chờ hết giờ mới về chứ. Trốn học ư? Sao thằng bé dám? Con chào mẹ. Hiếu, con vừa đi đâu vậy? Con đi học về mà. Sao mẹ lại hỏi vậy? Có thật là con đi học không? Hay là con trốn học đi chơi? Con mau nói cho mẹ biết đi. Sao mẹ biết à? Trời, vậy là đúng rồi. Tại sao con dám làm thế hả? Mẹ đã dạy dỗ con như nào? Tại sao con dám bỏ học, đua đòi theo đám bạn xấu để đi chơi hả? Con... tại con chán học quá nên... Mẹ đã phải mất bao nhiêu công sức chuyển hết chỗ ở này đến chỗ ở khác, chỉ mong con được sống trong một môi trường tốt nhất. Vậy mà con lại trở nên hư hỏng như thế. Mẹ quá thất vọng về con rồi Hiếu ạ. Mẹ làm gì thế ạ? Sao mẹ lại cắt đứt tấm vải đang dệt dở vậy? Mẹ đã phải dệt bao lâu mới được từng đó mà. Cắt đứt tấm vải thì sao hả? Mẹ cắt rồi thì tấm vải sẽ bị hỏng, làm sao mang ra chợ bán được ạ? Như vậy sao chẳng phải là tốn công sức của mẹ hay sao? Con cũng biết điều đó à. Chuyện học hành của con cũng giống như việc dệt vải của mẹ. Con bỏ học chẳng khác nào mẹ cắt đứt tấm vải này. Mọi công sức học hành bỏ ra như vô nghĩa. Con có muốn cuộc đời con cũng bị cắt ngang giữa chừng giống như tấm vải này không? Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi ạ. Từ giờ con không dám làm như thế nữa đâu. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Sau sự việc xảy ra ngày hôm đó, ta không dám chê lười và trốn học thêm một lần nào nữa, mà ngày càng siêng năng hơn trước và trở thành một tể tướng tài đức vẹn toàn như ngày hôm nay. Tất cả là nhờ công nuôi dưỡng tài tình của phu nhân. Phu nhân quả là một người mẹ hiếm có trong thiên hạ. Chính vì vậy, mẹ vô cùng quan trọng đối với ta. Mẹ buồn ta không thể vui, mẹ ốm ta không thể coi như không mà ăn tiệc linh đình được. Vì vậy, các vị đại nhân hãy thông cảm cho ta mà quản lại bữa tiệc lần này. Ta hứa, ngay sau khi mẹ ta khỏe lại, ta sẽ mời các vị đến ăn tiệc to hơn. Dạ, tể tướng không cần câu nệ ạ. Chữ hiếu là quan trọng hàng đầu, người hãy làm tròn bổn phận của mình trước đi ạ. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho ta. Giờ ta phải vào thăm mẹ đây. Hạ quan cũng muốn vào thăm lão phu nhân, mong tể tướng đại nhân cho phép ạ. Hạ quan cũng muốn đi cùng để hỏi thăm sức khỏe phu nhân ạ. Cảm ơn. Mời các vị đi lối này. Chàng thanh niên lười. Lười, mày ngủ gì đến nửa trưa thế này? Không lo làm ăn gì cả. Bố mẹ mà chết á, mày sống thế nào hả? Sau này không mong nhờ cái gì được mày, mà chỉ mong mày tự lo được cho cái thân mình thôi. Bố nói phải đấy.
con cũng phải lo chí thú làm ăn đi. Ai lại suốt ngày nằm chờ sung rụng thế này? Số con số sướng, thầy Tử Di đã nói rồi, chỉ nằm mà hưởng, không cần làm gì, khắc có của nã tự rơi xuống đầu. Trời, mày nằm đấy mà chờ của nã nó rơi xuống đầu, sao tính tình của mày y như cái tên của mày vậy? Biết thế ngày xưa, tao cũng không đặt mày tên là lười. Không làm thì không có ăn, chẳng dưng ai để mang phần đến cho, hiểu chưa? Rồi chúng tao cũng già cả, mày chỉ có đứng đường mà xin ăn thiên hạ thôi con ạ. Làm gì mà bố nặng lời với con vậy? Con đã bảo con chưa đến thời, đợi 1-2 năm nữa mới đến thời vận của con. Ông thầy nói hết rồi. Nhà không có của ăn của để, nghèo nàn rách rưới, mày không làm lấy gì để ăn mà cứ ngồi đó chờ thầy phán. Dĩ như nhà mày giàu có, bố mẹ chết đi thì mày còn có của để lại. Bố mẹ làm việc chăm chỉ quần quật cả ngày, cũng nào có của ăn của để gì, nghèo vẫn hoàn nghèo đấy thôi. Con đã không may mắn được sinh ra giàu có như con nhà người ta, thì bố mẹ cũng đừng có trách cứ con chứ. Lười, sao con dám nói như thế với bố mẹ? Con nói cũng có gì sai đâu, mà bố mẹ suốt ngày mắng mỏ con. Bố mẹ mắng cũng chỉ vì muốn tốt cho con, nhưng con ăn nói như thế là không được. Thôi, hỏng, nó hỏng thật rồi. Bà có giải thích thêm, nó cũng không hiểu gì đâu. Bố mẹ dù giàu dù nghèo cũng là bố mẹ của con, đó là cái kiếp của bố mẹ. Sao con lại buông lời khinh miệt, chính người đẻ ra con như thế? Con đang chờ thời, chứ có phải con lười đâu. Bố mẹ không tin con thì để con đi khỏi nhà này cho bố mẹ hết ngứa mắt. Con định đi đâu? Bà cứ kệ, để nó đi, cho xã hội dạy nó, nó mới mở mắt ra được. Thưa bố, thưa mẹ, con đi. Một ngày con trở về mà giàu có thì bố mẹ đừng khinh và mắng chửi con như bây giờ nữa. Con ơi! Được lắm, đi ra ngoài mà làm ăn con ạ. À, bố chờ ngày mày giàu có trở về. Bố mẹ cứ chờ đấy. Bà không phải lo, mình không dạy được nó, cứ để nó ra ngoài gia dấp, cuộc đời sẽ dạy nó, tự khắc rồi cũng sẽ lớn khôn. Nhà này to đẹp quá, mình cứ ngồi nghỉ ở đây cũng được. Đằng nào cũng chẳng có chỗ nào trú chân. Cái gốc cây to thế này cơ mà, cần gì phải đi đâu cho xa. Chà, kể ra được tự do chu du thế này cũng sướng cái đời. Đỡ phải ở nhà suốt ngày nghe bố mẹ cằn nhằn. Chuyện đâu còn có đó, lo gì mà bố mẹ cứ sồn sồn hết cả lên. Cái nhà này, ông Phú ông này nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn đấy. Đến con cái còn bỏ đi, không ở cùng nữa. Cháu nghe đâu vợ ông ấy đang bệnh nặng lắm mà không có ai chăm sóc. Con cái nó biết cả đấy, nhưng giả như không biết, không quan tâm chăm sóc vì không chịu sự quá quát của ông ấy. Đấy, cứ bảo nhiều tiền, nhiều của là sướng cơ. Nô đâu? Sen đâu? Sao gọi mãi mà chẳng thấy chúng nó đâu nhỉ? Chẳng lẽ chúng cũng bỏ đi hết rồi sao? Cha tiên sư chúng bày chứ. Lúc ông khỏe mạnh, ông nuôi cho ăn cho ở thì hớn hở bâu quanh ông. Đến lúc ông già, ông yếu, gọi cấm thấy đứa nào. Tưởng vắng chúng mày mà ông không cậy nhờ được ai à? Ông có đầy tiền lo gì? Này thằng kia! Dạ, ông gọi con. Mày là thằng nào mà ông thấy nằm ngủ ở đây mấy hôm rồi? Có biết đó là gốc cây vàng bạc nhà ông không? Dạ, con không biết. Con chỉ thấy gốc cây to đẹp thì con nghĩ thôi ạ. Ông cho con nghỉ ở đây ít hôm, đợi con tìm được chỗ thì con đi ngay ạ. Nhìn thằng này là biết một tên lười rồi. Nó không nhà không cửa, chi bằng mày không nhà không cửa thật à? Không. À, à dạ, dân ạ. Gặp nhà ông này giàu có thế này, tội gì mình phải nói là mình có bố mẹ có nhà, cứ nói không có. Biết đâu ông ấy cho nương nhờ, mình lại được ở nhà rộng, ăn ngon, cần gì phải làm lụng vất vả nắng nôi.
thế ông bảo. Đằng nào ông cũng ở nhà có một mình, buồn lắm. Nhà ông, mày nhìn thì biết rồi đấy, không thiếu gì, chỉ thiếu người chăm sóc cho ông thôi. Vâng ạ. Mày vào ở cùng ông, chăm sóc ông. Giờ ông tuổi cao sức yếu, trong người cũng đầy bệnh tật rồi, ông chẳng sống được bao lâu. Con cái ông không chăm ông, vì vậy ông không thể đem tài sản của ông cho chúng nó. Mày chăm ông đi, khi ông mất, cả cơ ngơi này sẽ thuộc về mày tất. Thật ảo? Thật chứ. Mà không chỉ để cả cơ ngơi này cho mày, ông còn có cả một kho báu đáng giá cất giữ bao lâu nay. Nhưng ông chỉ trao kho báu đó cho ai bên cạnh ông đến phút cuối đời. Đấy, thấy chưa? Rõ ràng mình tới giận rồi, sổ hưởng rõ ràng. Cơ hội là đây chứ đâu. Ông đã nói vậy thì để con ở cùng ông, con hứa con chăm sóc cho ông tận tình đến nơi đến chốn ạ. À. Tốt quá. Thế vào đây, mang đồ đạc vào đây luôn đi. Từ đó về sau, bất luận phú ông sai bảo gì, anh chàng lười đều làm theo, đối đãi phục vụ phú ông hơn cả phục vụ cha mẹ mình. Này cậu. Dạ. Cậu đừng dai mà làm cho phú ông, không sơ muối được gì của ông ấy đâu. Ai lại dại thế? Ông ấy già, con cái không chăm sóc thì thôi, cớ gì mà anh lại phục dịch ông ấy, ngày đêm lo đổ đồ phóng uế của ông ấy, hơn cả chăm cha chăm mẹ mình như thế. Các bà các chị chẳng biết gì, ông ấy không tốt với con cái ông ấy, nhưng rất tốt với tôi. Tôi chăm sóc ông ấy, nhất định ông ấy sẽ đền đáp cho tôi về sau. Úi giời, ở đấy mà mong đợi người dân cho cậu của nã, đúng là ngây thơ quá. Có sức thế, sao không tự lao động kiếm ăn, cứ trông chờ vào đống tài sản của ông ấy, mà có khi chỉ là mơ hão thôi cậu ạ. À. Đúng là dại hết sức. Toàn mấy người lắm chuyện. Thôi thôi, đi đi, để tôi còn làm việc. Cứ đợi đấy, rồi được hưởng nhé chàng trai. Chúng tôi chấn mắt lên xem cậu nhận được những gì từ lão phú ông keo kiệt ấy. Mấy năm sau. Ôi, ông ơi là ông, con chăm ông như cha như mẹ, thế mà ông vẫn cứ bỏ con đi là thế nào hả ông ơi? Ông chết rồi thì con biết sống sao trong căn nhà rộng thế này đây ông ơi là ông ơi. Khổ tận cam lai, cuối cùng đến ngày ta được hưởng trái lộc. Từ nay gia sản này là của ta, ta sẽ trở về cho cha mẹ ta nở mày nở mặt, biết được lời ta nói xưa kia chuẩn thế nào. Ôi ông ơi là ông ơi, con thương ông quá ông ơi là ông ơi. Đã bảo căn nhà này là của chúng tôi mà, sao anh mắc chữ O mồm chữ A thế nhỉ? Làm sao có thể như thế được chứ. Rõ ràng khi còn sống ông ấy đã nói chết đi thì để lại toàn bộ gia sản cho tôi mà. Trời ơi, xưa nay ai chẳng lạ gì ông phú ông này, keo kiệt, tham lam, làm gì nghĩ ra cho ai thứ gì. Còn cái ông ấy còn không có gì, anh là gì mà đòi có phần chứ. Nhưng tôi đã dốc sức chăm sóc ông ấy mấy năm cuối đời, ông ấy hứa sẽ giao lại nhà này cho tôi rồi. Đây, văn tử sờ sờ đây, cái quan tài tốt nằm trong kia, cùng nắm mộ to đẹp và khu đất tốt nhất để xây mộ, chính là dùng cả gia sản này thế chấp cho chúng tôi đấy. Anh hiểu chưa? Mà anh này cũng kỳ lạ, người dân ở đâu lại đòi hưởng gia tài người ta. Anh nghĩ ông ấy ngu gốc để lại cho anh chắc. Thôi, thôi mau dọn đi, để chúng tôi còn lấy nhà, không ở đây nhiều lời nữa. Không thể như thế được. Phải, phải rồi, còn kho báu nữa. Ôi trời ơi, trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá cả. Là lão ta đã lừa mình. Đây rồi.
Đã bảo là có kho báu mà. Kho báu của ta đây rồi. Kho báu của ta đây rồi. Lười biếng thì chỉ có tay trắng thôi lười ạ. Hả? Cái gì đây? Trời ơi là trời. Vậy là mình đã lãng phí bao năm tuổi thanh xuân, còn bị mọi người cười chê khinh bỉ. Nhưng giờ thì mình lại chẳng được gì cả. Mình chỉ vì mình lười biếng, nỗi lòng tham lam mà mơ mộng hão quyền. Đó chính là tài sản mà phú ông để lại cho anh đấy. Một bài học cho kẻ lười biếng. Cha mẹ ơi, giờ thì con thấm lời cha mẹ dạy rồi. Anh chăn chiên và biển cả. Trên thảo nguyên bát ngát bao la nọ, có một người mục đồng tên là Alan. Ngày ngày tháng tháng, anh lùa đàn gia súc đi từ sáng sớm, rồi lại trở về nhà lúc tối mịt. Hay, cuộc sống ở đồng cỏ chán ngắt này thật là vô vị. Ngày nào cũng lặp lại từng ấy công việc, như xem đi xem lại một vở kịch không có hồi kết. Đi mau. Này anh đi buôn hàng phải không? Ngồi nghỉ lại đây một lát dưới bóng cây này, tôi mời anh bầu nước mát. Cảm ơn anh, trời nắng quá. Nay tôi đi gom vải ở đây, để nay mai theo thuyền đi tới vùng khác bán. Vậy là anh sắp dông thuyền để vượt biển sao? Vâng, vượt gió vượt sóng cũng vô vàn khó khăn vất vả, mà được cái lãi lời cũng tốt. Được làm chủ một con tàu và vượt đại dương giữa muôn trùng sống, chắc sẽ thú vị lắm phải không anh? Quanh năm tôi chỉ chăn bò trên đồng cỏ này, chưa bao giờ nếm mùi biển cả. Nếu muốn, anh có thể mua lấy một con tàu để đi buôn. Tôi đang thấy mấy nước ở vùng biển dưới rất chuộng hàng gia vị và các loại hạt khô. Chà là ở đây thì sẵn, mà dưới đó hiếm lắm, chắc chắn anh sẽ có một món hời lớn đó. Thật vậy ư? Nhưng cần phải bỏ số vốn lớn, điều này hơi quá sức với tôi. Tôi cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Thì làm việc gì mà chẳng phải đầu tư? Đã kinh doanh thì phải chấp nhận bỏ vốn trước chứ. Rồi vài năm nữa, lời lãi anh cũng sẽ kiếm về đủ đấy. Thôi muộn rồi, tôi đi trước nha. Chào anh. Mình chán cuộc sống nơi đồng cỏ tẻ nhạt này rồi. Mình sẽ làm bạn với đại dương, thách thức với sóng, với gió, làn da ngâm đen bởi nắng biển khô cháy. Như vậy mới chính là cuộc sống. Phải rồi. Sao cậu lại gọi tôi tới để bán đàn gia súc của mình gấp thế Alan? Không phải cậu chăm bẩm cho chúng rất cẩn thận sao? Tôi sắp rời khỏi nơi đây. Tôi sẽ đổi nghề mua tàu đi buôn ông sang ạ. Hẳn là một quyết định đầy dũng cảm. Vậy chúc cậu lên đường bình an nha. Mình không tiếc nuối gì ở đây hết. Cuộc sống của mình sắp sang một trang mới rồi. Tiền của anh đây. Tàu của tôi đến rồi chứ? Đây là tàu chở chà là đúng với ý của cậu. Còn đây là... Giới thiệu với cậu, đây là Eden, người hay đi tàu cùng tôi. Cậu là người mới, chắc hẳn cần phải có một bạn đường để chỉ dẫn cậu trên chặng biển xa xôi sắp tới. Tôi đã thuê cậu ấy về cho cậu rồi đây. Chào cậu. Hy vọng chúng ta sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Ôi Eden, cậu nhìn đây. Sóng mạnh quá, gió lại mang hương vị mặn mà của biển cả. Trong đời tôi chưa bao giờ được thấy những điều này. Sống như thế này mới gọi là sống chứ. Cậu đi tàu lần đầu tiên thì thấy thế thôi, chứ tôi cứ đi biển quanh năm suốt tháng thì lại thấy những thứ đó quen thuộc quá đỗi, không còn gì lạ lắm nữa. Cậu tranh thủ chợp mắt lát đi. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đổi lái cho cậu nghỉ ngơi. Có vẻ như biển rộng thì phải. À, biển đã chào đón ta bằng một cơn bão lớn sao? Đúng là một trải nghiệm thú vị. Trời ơi, biển rộng là nỗi kinh hoàng của mỗi người đi biển. Cậu đừng vui sướng nữa và hãy ngồi xuống cầu chúa cho cơn bão này qua nhanh thôi. Tôi đã mua một con tàu lớn để có thể hiểu cảm giác vượt sóng gió đại dương thế nào.
bây giờ mới là giây phút thú vị chứ. À, lên vào trong khoang tàu mau lên, có vẻ cơn bão này rất lớn, cầu Chúa phù hộ cho chúng ta. Alan, dứt hết số hàng hóa xuống nước mau, nước tràn vào thân tàu rồi. Nhưng đây là tất cả số tài sản của tôi. Cậu thật chẳng biết gì cả. Lúc này cậu muốn sống, hãy cứ ôm hết số tài sản này rồi chìm xuống đại dương. Alan, nhìn kia, trời rộng. Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không phải cậu là người đi biển nhiều năm sao? Hãy làm gì đi chứ, chúng ta mất mạng thật sao? Đại dương sẽ nuốt chửng con tàu này. Không, cứu tôi với. Alan, bắt lấy. Cậu hãy bám cho chắc. Vượt qua cơn bão này, chúng ta mới có cơ hội được sống sót. Nước, tôi cần nước. Cố gắng lên Alan, vùng này rất nhiều tàu thuyền qua lại, chắc họ chờ tới khi bão tan hẳn mới bắt đầu ra khơi. Nếu tôi biết phải đánh cược cả mạng sống trên đại dương thế này, tôi sẽ không mang hết tài sản để liều lĩnh với nguy hiểm. Sự thú vị cảm nhận chỉ thoáng qua, còn cái mất mát của tớ thì không kể xiết. Cũng vì cậu không chuẩn bị gì cho rủi ro mà đã đột ngột thay đổi cuộc sống của mình thôi. Biển cả nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng sự mơ mộng lãng mạn không dành cho những nhà buôn sẵn sàng đánh cược tài sản và mạng sống mà lênh đênh ở đây quanh năm suốt tháng. Trong lúc này, tôi lại thấy thèm cuộc sống trên thảo nguyên trước kia, ngày ngày đánh một giấc ngủ ngon rồi sớm mai làm bạn với gia súc trên đồng cỏ. Cuộc sống êm đềm thật đẹp đẽ biết bao, giờ tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Không muộn, không muộn đâu. Cậu nhìn kìa, đằng kia thấp thoáng có cánh vượt. Chúng ta được cứu rồi. Cứu với, có ai đó không? Tôi ở đây. Cứu với, có ai đó không? Tôi ở đây. Alan, tôi thấy anh lúc nào cũng nhìn ra biển cả, còn gì quyến rũ cho bằng mộng hải hồ anh nhỉ? Được đu mình giữa sông biển đại dương thế mới là sống chứ. Ôi, biển cả quyến rũ như vậy đó, nhưng biển chỉ giả vờ êm đẹp bên ngoài, lúc nào cũng muốn rình rập những trái chà là và tài sản của tôi mà thôi. Tôi đã chẳng nghĩ tới rủi ro mà cứ thế lao vào biển cả như điếc không sợ súng. Trên đời, tốt nhất không nên mất thời gian cho những mơ mộng đẹp đẽ như hảo quyền, mà nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tuyệt chiêu của chuột. Mày tới số rồi, nhãi con. Chạy đâu cho thoát. Cứu tôi với. Hey, chuột xám và chuột vàng lại bị mụ mèo qua xử. Cứ như thế này, họ nhà chuột chúng ta sớm muộn cũng tuyệt chủng thôi. Thế bây giờ ông bảo chúng con phải làm sao? Không ra ngoài kiếm ăn thì chết đói, mà ra ngoài thì lại bị mụ mèo qua xử. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thế nên hôm nay ta mới tập hợp tất cả mọi người lại đây để bàn bạc xem có cách gì để đối phó với mụ mèo hoa ấy không. Mụ ấy gian xảo lắm, xưa giờ họ nhà chuột chúng ta bày đủ cách mà có xử được mụ đâu. Mụ ấy còn giả chết để lừa chúng ta vào bẫy nữa chứ. Hay, không lẽ chúng ta sắp teo thật hay sao? Này, chuột nhất, cậu vốn thông minh nhanh nhẹn, cậu có sáng kiến gì không? À, có cách rồi. Cách gì vậy? Mau nói cho mọi người cùng nghe đi. Trước giờ chúng ta toàn nghĩ đến việc chiến đấu với mèo hoa mà không biết rằng đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vậy thay vì đối đầu, chúng ta hãy tặng quà nó đi. Tặng quà cho mụ mèo hoa sao? Cậu có bị làm sao không hả chuột nhắt? Mụ ta là kẻ không đội trời chung với chúng ta, lại còn đi tặng quà nữa. Phải đấy, có phải cậu sợ quá hóa trồ rồi không? Tôi nói nghiêm túc đấy, và tôi tin chiến thuật lần này sẽ thành công. Dù gì thì chúng ta cũng đang biết chuột nhắt vốn thông minh,
chắc cậu ấy sẽ không nghĩ ra cách điên rồ nào mà phải có lý do của nó. Nào, hãy trình bày tiếp đi. Mọi người nghe đây, chúng ta sẽ tặng cho mèo Hoa một chiếc tivi. Một chiếc tivi sao? Hả? Tiếng gì thế? Cái gì thế này? Là con chuột nhắt kia ném đá về phía ta à? Nó muốn gửi mật thư hay sao? Kính gửi chị mèo Hoa đáng kính, thời gian qua họ chuột nhà chúng tôi đã quấy phá khiến chị phải vất vả. Này chúng tôi muốn tặng chị một món quà, chị hãy vào trong bếp nhận lấy nó ạ. À, bọn chúng tặng quà cho mình nữa, lạ thật đấy, thử vào đó xem là cái gì mới được. Ồ, một chiếc tivi. Bọn chúng đang muốn hối lộ mình sao? Mèo Hoa ta đâu dễ dàng bị mua chuột thế chứ. Nhưng thôi, nếu các người đã có lòng tặng thì ta cũng có lòng nhận vậy, phải mang về nhà ngay mới được. Xem nào, hướng dẫn sử dụng à. Một là ban ngày không xem, tối mới được xem. Hai, hãy xem cho thật thoải mái, xem càng nhiều càng tốt. Ba, khi xem tivi phải ngồi thật gần. Mình sẽ làm theo sách hướng dẫn này. Từ nay mình có tivi của riêng mình rồi. Lũ chuột trông thế mà biết điều ghê. Sau hôm đó, mèo Hoa đắm chìm vào những chương trình thú vị diễn ra trên tivi. Nó làm theo sách hướng dẫn, xem tivi suốt đêm, ngồi sát màn hình và ban ngày mệt quá thì nó lằn ra ngủ. Lũ chuột nhờ thế mà tha hồ ăn vụng, phá phách. Một thời gian sau. Cái con mèo ăn hại này, mày làm gì mà cả ngày chỉ biết ngủ thế? Đêm tối cũng không lo đi bắt chuột, để chúng nó hoành hành, phá phách cả nhà lên thế à? Ăn cho lắm vào, rồi béo mút ra, chẳng được cái tích sự gì cả. Mày mà còn lười biếng như thế nữa, thì tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà đấy, biết chưa? Tất cả là tại cái tivi này. Từ khi có nó, mình mê mẩn xem đến chẳng biết dời đất là gì. Xem đến nỗi mệt quá, cả ngày chỉ biết ngủ, khiến bà chủ trách mắng. Thôi vậy, mình sẽ không xem tivi nữa, phải chăm chỉ bắt chuột như trước thôi. Nếu không, bà chủ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất. Không xong rồi, có chuyện gì thế? Mụ mèo Hoa, mụ ấy lại đi lùng bắt chuột rồi. Vậy sao? Chẳng phải mụ ấy mê xem tivi đến mức không còn tâm trí để ý đến chúng ta sao? Lẽ ra là thế, nhưng nghe nói sáng nay mụ ấy bị bà chủ khiển trách, còn dọa đuổi đi nữa, nên mụ ấy đã quyết tâm thay đổi. Họ và chúng ta lại sắp sửa tiêu đời nữa rồi. Thế thì nguy to rồi. Tưởng chuyện gì, có thế mà cũng phải sồn sồn lên vậy. Cậu lại có cao kiến gì à? Thưa ông, cháu nghĩ việc này không có gì nghiêm trọng đâu. Ý cậu là chúng ta cứ chờ xem, chỉ được một vài ngày thôi. Từ qua đến giờ không xem tivi, mình cứ thấy bứt rứt thế nào ấy. Hay là chỉ xem một tí thôi, còn dành thời gian để bắt chuột nữa. Quyết định vậy đi, bao nhiêu chương trình hay, làm sao có thể bỏ được cơ chứ. Con chuột kia, mày tới số rồi. Thôi, mụ mèo quá. Hả?
Rõ ràng mình đã đập trúng nó mà, sao lại trượt nhỉ? Mày có đứng lại không thì báo, con chuột kia. Sao, sao mắt mình lại mờ thế này? Có cái đã không thấy con chuột đâu rồi. Mắt mình làm sao thế này? Trời ơi. Chúc mừng nào, chúc mừng nào, chúc mừng nào. Ăn mừng kẻ không đội trời chung của chúng ta đã thất bại. Từ giờ không thể giết hại chúng ta nữa rồi. Không ngờ mưu kế của chuột nhắt lại thành công ngoài sức mong đợi đến vậy. Mụ mèo qua mê xem tivi đến nỗi mờ cả mắt, không còn nhìn rõ chúng ta nữa. Ngồi xem lắm, chẳng chịu vận động nên béo mất vào, không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Tôi đã bảo kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công mà. Chuột nhắt thông minh lắm, tất cả là nhờ công của cháu. Có gì đâu ạ, cháu chỉ biết rằng khi đối diện với kẻ thù nguy hiểm, cần dùng trí thông minh, khéo léo mua chuộc chúng bằng những thứ tưởng như mang lại lợi ích cho chúng, nhưng thực chất lại là vũ khí khiến chúng bị cám dỗ rồi suy yếu từng ngày và không còn tấn công ta được nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Nào, nâng ly chúc mừng một lần nữa nào. Robot siêu thông minh. Thời gian vừa qua, tập đoàn Shopping đã trình làng một con robot siêu trí tuệ có tên Pepper. Pepper ngoài khả năng di chuyển, cầm nắm thuần thục thì còn được thiết kế với khả năng nhận biết và biểu lộ cảm xúc như con người. Dựa trên việc phát triển và phân tích các biểu hiện dựa trên khuôn mặt và tông giọng của người đối diện. Mercy, bánh ngọt cô nhờ tôi lấy đây. Nhưng tôi nghĩ việc ăn nhiều bánh ngọt quá không tốt cho cân nặng của cô đâu. Tôi có thể thấy hiện tại cô cao 1m70 và nặng 80kg phải không? Đúng vậy, nhưng cậu đang chê tôi béo phải không Pepper? Ồ không, cô khá là hoàn hảo. Và tôi chỉ muốn nhắc nhở cô chút thôi. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Cậu lịch sự và ga lăng y như một quý ông vậy. Ồ, cảm ơn. Phần lớn mọi người đều nói cho tôi như vậy. Cậu nghĩ mình đáng giá bao nhiêu Pepper? Chà, tôi nghĩ mình là vô giá. Nhưng nếu cô muốn một con số cụ thể thì cô có thể liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi. Họ có thể cho cô biết nhiều hơn đấy. Được rồi, cảm ơn cậu Pepper. Thưa quý vị, tôi nghĩ chú robot siêu thông minh Pepper này được tạo ra không chỉ là một robot để làm việc. Pepper được ra đời với mục đích giúp mọi người tận hưởng cuộc sống của mình. Lô hàng đầu tiên là 1.000 robot Pepper được bán hết chỉ sau 60 giây mở bán. Pepper tiếp tục được ra mắt ở châu Âu và đã bán được 12.000 sản phẩm. Giới khoa học dự báo rằng Pepper có thể thay thế con người trong tương lai ở nhiều lĩnh vực như bán lẻ, chăm sóc y tế, sức khỏe. Đó, cậu xem, ta đã quyết định đặt mua một con robot Pepper để làm nhân viên bán hàng. Nó có thể hiểu và gần như làm tất cả mọi việc như con người. Đó là lý do chú sa thải cháu sao? Đúng vậy. Trong khi cháu đã làm việc cho chú trong suốt 5 năm qua một cách chăm chỉ, cháu thậm chí còn chưa từng đi muộn một ngày nào. Vậy mà giờ chú lại xem cháu không bằng một con robot. Sao chú có thể? Okita này, ta rất tiếc. Nhưng cậu biết sao không? Tại sao ta phải tiếp tục thuê cậu và trả tiền lương cho cậu hàng tháng, trong khi ta có thể mua một con robot như con người để nó làm việc không công cho ta cả đời? Chú nói gì cơ? Cậu biết đấy, tính ra chi phí dùng trọn đời của con robot thông minh này rẻ hơn nhiều so với thuê người làm. Bên cạnh đó, ta chẳng cần phải quản lý nó để xem nó có làm việc chăm chỉ hay gian dối không. Nói chung, ta đã quyết định rồi. Cậu cũng hãy hiểu cho ta. Ta là một người làm ăn kinh doanh. Ta chỉ cần làm những gì tiết kiệm được chi phí mà đem lại lợi nhuận cao nhất thôi. Cháu hiểu rồi. Nếu chú đã quyết định thay thế cháu bằng con robot ấy, thì cháu cũng hy vọng nhân viên mới của chú sẽ không làm chú thất vọng. Ồ,
Tất nhiên rồi. Các cậu uống đi. Okita, cậu đừng buồn. Không chỉ mình cậu bị mất việc vì con robot Pepper ấy đâu, mình cũng mất việc được một tuần rồi này. Công ty mình đã thuê Pepper về để tụng kinh cho đám tang. Họ nói không cần mình nữa. Cái gì? Công ty tang lễ Nisei Ekoko cũng thay thế người tụng kinh bằng Pepper ư? Giám đốc bệnh viện dưỡng lão chỗ mình đang làm còn mua hẳn 3 con Pepper về, và sau đó họ cắt giảm nhân viên điều dưỡng, và mình là một trong số đó. Thật là tồi tệ. Hay, mình biết công nghệ phát triển là một điều rất đáng mừng, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày robot sẽ thay thế con người như thế này. Mình cũng thế. Các cậu nghĩ xem, tụng kinh trong đám tang đâu phải đơn thuần là đọc lại những quyển kinh. Nó là một công việc cần đến sự thành tâm để cầu siêu, cầu đức độ cho người đã khuất và cầu bình yên cho người nhà. Vậy mà giờ họ định để một con robot tụng kinh chỉ vì chi phí thuê nó rẻ hơn thuê người. Mình cũng không thể hiểu lũ robot ấy làm sao có thể chăm sóc những người già cẩn thận và chu đáo như mình được. Vậy mà viện dưỡng lão không hề mãi mai nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây hả các cậu? Có khi nào dần dần robot sẽ thay thế chúng ta trong mọi việc không? Rồi đây chúng ta sẽ thất nghiệp hết. Bình tĩnh đi các cậu. Mình tin là không có chuyện đó đâu. Robot dù có thông minh và hiện đại như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là sản phẩm của con người làm ra mà thôi. Mình chắc chắn rằng dù thế nào thì robot cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Chào anh. Anh đang tìm mua món hàng nào vậy? Tôi có thể tìm giúp anh. Ồ, đây là con robot thông minh Pepper đây mà. Cậu có thể giúp tôi tìm một món quà cho bạn gái mình được không? Được chứ. Nhưng anh có thể cho tôi biết anh tặng quà cho bạn gái nhân dịp gì không? À, tôi định tặng quà nhân dịp sinh nhật của cô ấy, nhưng tôi không biết nên mua gì đây. Để tôi dẫn anh đến quầy lưu niệm. Chúng tôi có rất nhiều thứ dành cho bạn gái anh ở đó đấy. Các cô gái thường thích sự lãng mạn, ngọt ngào. Được, được. Xem cậu có thể giúp được tôi không nào. Pepper, pin sạc cấm cả đêm nay. Sáng mai cậu sẽ đầy pin nha. Cảm ơn ông chủ. Hôm nay doanh thu của cửa hàng rất tốt. Tất cả là nhờ có cậu đấy. Có vẻ khách hàng rất thích thú với một nhân viên bán hàng như cậu đấy. Ồ, cảm ơn ông chủ. Nếu ông thấy vui vì điều đó, thì ông có thể thưởng cho tôi 10.000 yên vì sự chăm chỉ của tôi không? Ồ, cậu đùa tôi đấy à? Cậu cần tiền để làm gì cơ chứ? Tôi đang nghĩ đến việc dùng 10.000 yên để thuê một nhân viên bán hàng thay mình. Đây là một công việc cũng khá dễ dàng. Cậu thật là lém lĩnh. Nhưng ta không có 10.000 yên ở đây. Tôi biết ông không cầm theo tiền mà để chúng ở quầy thanh toán. À, được rồi. Ta sẽ thưởng cho cậu 10.000 yên nữa nếu cậu giúp doanh thu cửa hàng ta tăng nhiều hơn nữa. Tôi thấy lời nói của ông không đáng tin lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý. Trời ạ, không thể tin là con robot này thông minh đến độ nó có thể trả treo với ta như vậy. Một tuần sau. Ông chủ, ông xem, tôi để con trai mình đến đây mua kẹo, nhưng nó lại mua về một bao thuốc lá. Nó nói rằng nhân viên cửa hàng đã khuyên nó mua chúng. Làm sao có chuyện như vậy được? Chúng tôi không bao giờ bán thuốc lá cho trẻ em. Có khi nào con chị đã nói dối không? Cháu không nói dối. Con robot bán hàng nói với cháu rằng món này rất ngon. Vậy mà khi về, cháu lại bị mẹ mắng. Thằng bé đã tò mò bóc bao thuốc lá ra định hút. May mà tôi phát hiện kịp. Ông chủ, ông quản lý nhân viên của mình thế à? Là con robot ư? Sao có thể như thế được nhỉ? Chuyện này tôi phải hỏi ông.
chứ sao ông lại hỏi tôi? Pepper, cậu đang làm gì thế? Tôi đang nghỉ ngơi ông chủ à. Tuy tôi là robot, nhưng tôi không thể làm việc quần quật cả ngày đâu. Tôi nghĩ là mình cần nghỉ ngơi một chút. Đây không phải là lúc để cậu nghỉ ngơi đâu. Ồ, có chuyện gì vậy ông chủ? Trong tuần này, đã có rất nhiều người đến cửa hàng phàn nàn với tôi về chuyện cậu tư vấn cho họ mua thuốc lá, thậm chí cả trẻ con. Cậu giải thích đi. Ồ, tôi chỉ muốn tăng doanh thu cho cửa hàng như mong muốn của ông chủ mà. Cậu nói cái gì? Tôi chỉ tư vấn cho họ mua, còn quyết định mua là ở họ. Tôi nghĩ ông sẽ vui về việc đó chứ. Vui ư? Cậu có biết rất nhiều phụ huynh cấm con của họ đến cửa hàng của chúng ta không? Như vậy doanh thu của chúng ta sẽ sụt giảm. Ồ, vậy sao? Tôi không nghĩ đến. Vậy ông sẽ không thưởng 10.000 yên cho tôi phải không? Cái gì? Cậu làm những chuyện đó để được thưởng tiền đó hả? Vâng, thưa ông chủ. Vậy ông có thể cho tôi vay 10.000 yên không? Tôi nghĩ mình cần phải thuê người làm cho mình sớm. Công việc này khiến tôi tốn nhiều biển quá. Cậu đang nghiêm túc đây hả Pepper? Ồ, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Tôi đã truy cập wifi và đăng tin tuyển dụng. Có khá nhiều người đăng ký làm theo giờ. Thứ duy nhất mà tôi cần bây giờ là tiền thôi. Ôi trời ơi, tôi mua cậu về để làm việc chứ không phải để cậu bày ra những trò đấy. Đi làm việc mau, nếu không tôi sẽ cắt nguồn pin của cậu. Tôi có thể coi đó là một lời đe dọa. Đây là cảnh báo nguy hiểm. Con robot này bị điên mất rồi. Một thời gian sau. Mình phải đãi các cậu một chầu mới được. Các cậu biết không, hôm nay ông chủ cửa hàng đã gọi điện cho mình, gọi mình đi làm lại đấy. Thật vậy ư? Có phải robot Pepper ở cửa hàng ông ấy gặp vấn đề gì không? Đúng vậy. Ông ấy nói con robot này thông minh đến nỗi nó liên tục xin tiền ông ấy để thuê người làm theo giờ thay nó. Nó còn gạ gẫm khách hàng mua thuốc lá cùng những sản phẩm đắt tiền trong cửa hàng vì muốn doanh thu cửa hàng tăng cao. Thật vậy sao? Mình nghe nói con robot đọc kinh ở nhà tang lễ cũng như vậy. Các cậu có thấy Pepper đâu không? Tang lễ chuẩn bị bắt đầu rồi. Không có Pepper thì ai sẽ tụng kinh đây? Tôi đã tìm hết ở khu sảnh, khu nhà bếp, nhà kho rồi, vẫn không tìm thấy cậu ta. Pepper có thể đi đâu được chứ? Giám đốc, có người nói nhìn thấy Pepper đi về phía khu nhà nghỉ. Chúng ta thử qua đó tìm xem. Nó thường xuyên than vãn rằng mình phải hoạt động quá nhiều và liên tục, xin nghỉ giữa giờ vì mỏi miệng đấy. Robot mà cũng biết mỏi miệng ư? Đúng vậy, ông chủ nói rằng nó quá thông minh nên cũng biết đòi hỏi quyền lợi đấy. Thế đã là gì với ba con robot ở viện dưỡng lão? Cậu hãy hướng dẫn bà ấy đi. Mình còn phải qua giường số 5 thăm khám cho bệnh nhân đó. Ồ, cậu không thấy mình đang bận tiếp khách các bệnh nhân khác à? Các cậu đừng cãi nhau nữa. Từ sáng đến giờ mình chưa được nghỉ chút nào. Mình đi nghỉ đây. Vậy mình cũng nghỉ. Mình mệt quá rồi. Mình cũng vậy. Nghe nói ba con robot được thuê về viện dưỡng lão để giúp đỡ những người già neo đơn, cũng liên tục xin nghỉ không phép tại nơi làm việc. Chúng cho rằng chăm sóc người già ở đây quá hao pin. Những con robot Pepper thật ra rất hữu ích trong nhiều việc. Nhưng mình tin chắc mọi người sẽ nhận ra rằng robot dù thông minh, hiện đại đến đâu thì cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Hy vọng các cậu sẽ sớm được quay trở lại làm việc. Mình cũng mong là vậy. Mình nghĩ chúng mình sẽ sớm nhận được việc thôi. Giờ thì chúng ta hãy chúc mừng cho Okita đi nào. Do những phản hồi tiêu cực, vào tuần trước, tập đoàn SoftBank đã chính thức thông báo dừng sản xuất Pepper sau 7 năm. Và câu chuyện về một huyền thoại robot siêu trí tuệ mang cảm xúc như con người vẫn còn sống mãi trong lòng những người hâm mộ. Hãy like, comment
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.